Chị Nam ơi, sếp gửi chị 2 túi đồ này. Cái gì đấy? Em không biết. Ôi, sếp tặng chị váy á? Tôi có câu này muốn hỏi anh. Hỏi đi. Tại sao anh lại hôn tôi? Đùa giỡn với người khác anh vui lắm à? Hay là anh nghĩ tôi dễ dãi quá? Rồi